Xin chào toàn thể quý bà con cô bác ở trong và ngoài nước. Lần đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý bà con cô bác ở trong và ngoài nước luôn thật nhiều sức khỏe và bình an. Thưa quý bà con cô bác, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lại gặp nhau trong một cái chủ đề rất là nóng sốt hiện nay liên quan tới hậu drama của chị Phương Hằng. Bởi vì à, chúng ta cũng đã biết rồi cái drama của chị Phương Hằng đã chính thức khép lại sau khi mà chị ấy bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 kể từ đó đến nay gọi là hậu drama và sau kết thúc cái phiên tòa phúc thẩm á, thì vụ án mà chị Nguyễn Phương Hằng với tư cách là bị cáo đã chính thức khép lại chỉ còn những cái vụ việc liên quan tới hậu drama và cũng có thể được gọi là liên quan tới vấn đề lượt về bởi vì lượt đi đã chính thức khép lại rồi và trong cái lượt đi mặc dù chị Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam bị khởi tố điều tra chi tố xét xử nhưng mà chúng ta đã thấy là chị ấy đã giành thắng lợi rất là lớn trong lòng người dân trong người trong lòng những người ủng hộ và thậm chí là thắng lợi trong cái tinh thần trong cái thần thái và kể cả là khi đối mặt tại phiên tòa thắng thua thì quá là rõ ràng rồi ha cái điều này có thể là chúng ta ai cũng nhìn thấy ai cũng cảm nhận được và ai cũng có thể hình dung ra được gần đây thì kết thúc phiên tòa phúc thẩm thì chúng ta thấy rằng có một điều lạ nhưng mà không lạ đó là khán giả đã vào ủng hộ nhiều hơn rất là nhiều so với trước cái phiên tòa phúc thẩm bởi vì có thể trước đó thì rất nhiều quý bà con cô bác lo lắng quý bà con cô bác thể hiện được là có nhiều cái vấn đề cảm thấy là không có an tâm cảm thấy là mất thiếu công bằng vân vân và vân vân nhưng mà hiện nay thì sau phiên tòa phúc thẩm đó, thì thể hiện được là quý bà con cô bác còn rất là yêu thương và dành tình thương rất lớn cho chị Nguyễn Phương Hằng đồng thời đó cũng thể hiện được cái niềm tin vào pháp lực vào cơ quan chức năng và tin vào một điều tốt đẹp nào đó sẽ xảy ra trong cái khoảng thời gian sắp tới cho nên là chúng ta cứ chờ đợi đi nha, bởi vì chắc chắn rằng cái lượt về sẽ rất là khốc liệt và lượt về sẽ rất là thú vị, à, giống như mà chị ấy từng nói, thật là thú vị à, khi mà chúng ta thấy là kết thúc phiên tòa này thì cái thần thái, à, cái sự tự tin và cái sự mà tỏa nắng của chị Phương Hằng thì chúng ta cũng sẽ tin vào một cái kết quả, một cái kết cuộc mà vừa lòng đối với chị Nguyễn Phương Hằng và đối với những người mà theo dõi cái drama này. Thì đến thì hiện tại thì tôi cũng chưa hiểu rằng là phía đối lập họ làm gì mà ganh ghét, làm gì mà tấn công chị Nguyễn Phương Hằng từ lúc mà chị ấy bị bắt cho đến khi xét sự phúc thẩm tức là án đã có hiệu lực pháp lực và kể cả là sau cái phúc thẩm này thì họ vẫn tiếp tục dành những cái lời cai nghiệt dành cho chuyện phương hằng thì à, điểm qua cái nội dung này là vì sao mà họ có cái tư tưởng như vậy đó cả nhà thì thứ nhất á, là chỉ có thể là họ là họ là kẻ thù của chuyện phương hằng thôi là kẻ thù đó nó kẻ thù thì người ta mới ganh ghét người ta mới đố kỵ như vậy thì thứ hai á, là chỉ có những kẻ tâm thần thôi những kẻ tâm thần không kiểm soát được cái hành vi cái lời nói của mình cho nên mới ra rã mới chửi bới bất chấp du khống bị đặt bất chấp thì chỉ có hai một là một kẻ thù hai á, là tâm thần thần kinh nó không kiểm soát được hành vi của mình lời nói của mình rồi thứ ba đó thì chúng ta có thể đưa vào Cái nhóm đó là có lợi vì cái lợi là view like và tiền ha tiền youtube á, thì bất chấp để mà chửi bới để mà du khống bị đặt để mà câu like câu view để mà kiếm tiền youtube bốn á, là cái nhóm thì có thể đưa vô cái nhóm đó là bị đồng tiền chi phối, bị điều khiển bởi các thế lực, bởi mua bằng tiền thì cả, cả nhà cũng biết rồi. Kết quả cuối cùng thì cũng quỳ tiền mà chết thôi, cũng quỳ tiền mà bị xử lý thôi, cũng quỳ tiền mà bị cơ quan chức năng người ta sờ gái thôi. thì cái nhóm này tôi nghĩ là cũng cũng khá là nhiều đó cả nhà nha. cái nhóm mà bị đồng tiền chi phối, bị điều khiển bởi các cái thế lực mà có đồng tiền á, hoặc là bị À, điều khiển bởi một cái thế lực ma quái nào đó, cái 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 nhóm này thì hơi bị hơi bị nhiều nha. Tôi cảm uh, có vẻ như cái nhóm này là hơi bị nhiều đó cả nhà. Bởi vì một khi á, mà họ nắm được cái điểm yếu qua những cái lần nhắn tin chia sẻ, những lần chuyển tiền, những lần yêu cầu nói theo họ, và thế là trở thành con rối, trở thành công cụ của họ, thì họ muốn điều khiển sao họ điều khiển? Đôi khi chúng ta biết rồi đó một khi mà dính vô những cái thế lực một khi mà bị đồng tiền chi phối thì muốn rút ra rất là khó bởi vì những người kia họ đã điều khiển hết rồi rồi có những cái chứng cứ chứng từ có những cái phiếu này phiếu kia người ta cũng đã lưu lại hết rồi mình muốn rút ra rất là khó cả nhà do đó thì phải phóng lao phải theo lao phải bất chấp luôn rồi tại vì đã nhận tiền đã nhận cái À, lợi ích rồi thì phải làm theo lời của họ thì phải thực hiện theo những cái lời của họ thì làm sao mà rút ra được. Mà do đó thì họ đã họ đã phóng lao rồi cho nên họ phải làm đến cùng. Mặc dù đó nhiều khi là họ biết là chửi bới rồi du khống bị đặt gì á nó không có kết quả gì rồi cũng nhiều khi họ cũng ngại miệng đó, nhưng mà lỡ rồi phải theo thôi. Chứ dĩ nhiên là chúng ta thấy là không phải không thể nào nói là vì lý do là phản biện xã hội được bởi vì trong cái vụ ni sĩ chúng ta đã biết rồi họ họ đồng xét xử người ta cũng nói rồi đó phản biện xã hội là đưa ra những cái lời phân tích lập luận để mà nói những cái lời nào đúng nói những cái lời nào sai chứ không phải đưa ra những cái thông tin thất thiệt đưa ra những cái thông tin bất lợi cho phía chị Mì Phương Hằng cho nên là không thể nào mà gọi phản biện xã hội thì càng không thể mà nói rằng là yêu nước thương dân yêu đảng yêu gì mà lên lên chửi bới à, giống như là cái chị gì đó lúc nào chị ấy cũng nói rằng là à, vì dân vì nước vì đảng vì sẵn sàng hy sinh để à, dập gọi là dẹp loạn mạng xã hội rồi à, cho mình là có truyền thống này truyền thống kia rồi à, con này ông con ông cháu cha đó còn à, phía chị Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta cũng biết rồi trong những cái anh em YouTuber thì thì uh, trước đây á khi mà anh sĩ rồi chị nghi á thì cũng chưa bị bắt rồi chưa bị uh, xét xử á, thì uh, có một số anh em cũng thường xuyên lên để mà phân tích để mà phản biện đối với ni sĩ nhưng mà có một điều á, rõ ràng cả nhà khi mà ni sĩ người ta đã nhận án người ta đã bị tiên án mặc dù là án sơ thẩm thôi nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là là uh, các youtuber bên phía uh, ủng hộ những cái việc làm thiện nguyện của chị Phương Hằng á thì chúng ta thấy là hoàn toàn không có còn nói tới ni sĩ nữa bởi vì biết rằng người ta đã bị trừng trị của pháp luật rồi người ta đã có một cái bản án rồi thì những cái hành vi sai phạm của người ta đã bị trừng trị rồi đã bị pháp luật người ta đưa ra một cái mức án rồi thì đâu có lý do gì nữa để mà chúng ta lên tiếng để mà chúng ta phản biện hay là chúng ta gọi là phân tích đánh giá gì liên quan tới hành vi của ni sĩ nữa bởi vì người ta đã xong rồi người ta đã bị kết án rồi đó là cái sự khác biệt nha cả nhà đó là sự khác biệt giữa những cái người ở phía bên đây và những cái người ở phía bên kia ở phía bên kia thì mỗi khi mà bên đây mà lỡ chân xảy bước gì đó thì bên kia họ tỏ ra ăn mừng họ họ còn trù dập dữ dằn nữa đó nhưng mà chúng ta thấy là cái sự khác biệt ha Chứ còn chị hằng người ta nha chúng ta biết rồi khi mà bị bắt bị khởi tố bị uh, kêu án đó, thì họ cứ ra rã ngày đêm đâu có buông tha ngày nào mà trong khi là những cái ngày đó thì chuyện với phương hằng đâu còn cái cái khả năng gì để mà gây hại cho họ nữa đâu còn cái khả năng gì để lên live stream nữa và đâu còn dùng được những cái lời lẽ này là lẽ kia dành cho họ nữa nhưng mà họ vẫn lấy cớ bởi vì sao bởi vì đã bị đồng tiền chi phối rồi đã bị À, những cái thế lực liên minh ma quái họ điều khiển rồi làm sao mà thoát ra được đó thì hiện nay là có cái thế lực phải nói là à, <laughs> thế lực thứ dữ đó Là tôi dùng từ thế lực thứ dữ đó nó chỉ hàng đụng phải thế lực thứ dữ rồi nó bởi vì ra rã từ ngày này qua ngày nọ từ ngày nọ qua ngày khác à, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng à, pháp luật rất là công bằng nghiêm minh ha nó, ai vi phạm tới đâu thì sẽ xử lý tới đó thôi À, cái đó là cái đó là số muộn thôi à, trong phiên tòa sơ thẩm của ni sĩ và kể cả là trong tòa phúc thẩm thì viện à, kiểm sát người ta cũng đã nói rất rõ rồi những cái đơn thư mà chị Nguyễn Phương Hằng tố cáo gồm một số người đó thì hiện nay đang được cơ quan điều tra người ta xác minh người ta làm rõ Nó và trong cái nhóm mà chị Hằng à, gửi đơn á, thì chúng ta thấy là có một cái thế lực thứ dữ ha là thế lực thứ dữ là được Newton tên tới hai lần lận cho nên là làm sao mà có thể à, được bỏ qua làm sao mà có thể được quên đi được cho nên á, à, chắc chắn cái việc gì đến nó cũng sẽ đến thôi à, bây giờ phía chị nguyễn phương hằng thì cả nhà thấy là chị ấy cũng à, rất là vui vẻ rồi rất là vui vẻ và đón nhận được những cái hình phạt của mình rồi và chị ấy chấp nhận cái chuyện đó chấp nhận một cách nhẹ nhàng chấp nhận một cách là thể hiện cái thần thái chứ không phải là chấp nhận một cách là à, thù ghét hay một cách là bất à, thất vọng này kia đâu đó là cái sự khác biệt nha chứ còn chúng ta thấy là đối với ni sĩ thì nó rất là khác rồi ni sĩ là cái nhà thấy nhận án nhưng là đâu có thể nào mà có cái thần thái được và cũng đâu có thể nào thể hiện được cái việc nó nhẹ nhàng giống như chị vĩ phương hằng đâu đó là cái sự khác biệt rất lớn đó thì à, với cái thần thái của chị vĩ phương hằng á chúng ta dự đoán rằng à, cái lượt về đó thì nó sẽ có những cái điều rất là tốt đẹp ha nó có những cái điều tốt đẹp nó có những cái điều mà à, vừa lòng vừa ý chúng ta à, nên chúng ta cứ đợi đi cả nhà đợi đi và đặc biệt là từ đây tới 30 tháng 4 đó nó cũng còn có vài ngày nữa thôi à, chúng ta cũng chờ đợi một cái thông tin ha chờ đợi một cái thông tin à, đặc xá hoặc là tha tù trước thời hạn bởi vì khi mà đặc xá đó thì người ta sẽ công bố cả nhà nha, người ta sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta hy vọng trong cái danh sách mà đặc xá có tên chị Nguyễn Phương Hằng ở trong đó. Hoặc là tha tù trước thời hạn. Mà tha tù trước thời hạn thì người ta không có công bố công khai ha, chỉ công bố ở những cái nơi tỉnh đó thôi, giống như ở Bình Dương thì người ta công bố Bình Dương, người ta công bố tại trại giam thôi, giống như trại giam nào đang giam giữ chị Nguyễn Phương Hằng thì người ta công bố tại trại giam đó thôi chứ còn đặc xá thì mới công bố cái rộng rãi hay cả nhà ha còn tha tù trước thời hạn thì người ta chỉ công bố tại trại giam rồi tại cái tỉnh tỉnh đó thôi chứ người ta không có công bố rộng rãi đó thì đó chúng ta cũng hy vọng ha trong những cái danh sách này thì có chị Phương Hằng à, để mà chị ấy về còn sum họp và chị ấy tiếp tục thực hiện những cái dự án gian dở liên quan tới à, quỹ hằng hữu để mà nhiều trẻ em hiện nay thì họ cũng đang mong đợi họ cũng đang mong chờ À, những cái à, việc làm của chị Phương Hằng. Cái còn à, à, nói gì nói đó thì có lẽ là chị ấy cũng sẽ tiếp tục thôi các nhà, bởi vì cái bản tính của chị ấy rồi, bản tính của chị ấy là vì à, những người nghèo, vì những cái trẻ em, à, cho nên là à, cho dù nó có bị như thế nào thì chị ấy cũng sẽ tiếp tục thôi. Đó là một cái điều đáng quý ở chị Hằng ha. Còn nhiều người thì nói rằng là tại sao ra rã ra rã ra, ra như vậy ngày đêm ngày đêm ấy, nhưng mà chưa thấy gì, tại chưa đến lúc thôi nha nhà có lẽ là nhiều khi còn uh, liên quan tới nhiều người, liên quan tới nhiều thế lực liên quan tới những kẻ phía sau hay là liên quan tới những cái liên minh uh, ma quỷ nào đó chẳng hạn. Cho nên là cho nên là người ta để từ từ, người ta phải đầy đủ cơ sở, đầy đủ uh, chứng cứ và đặc biệt là phải lôi ra được, uh, lôi ra được những cái kẻ ở phía sau, lôi được những kẻ mà um, chỉ đạo điều khiển đó cả nhà, những kẻ đó là mới ghê chứ đôi khi là những cái con gối hay là những cái lo phường á nó cũng chưa có nguy hiểm bằng ở những cái người ở phía sau ha à thì trong mà trong cái nhóm người mà chị ấy hiện nay chị ấy đang làm đơn tố thì chúng ta thấy toàn là những cái thứ dữ trước đó thôi à giống như trước đây hồi xưa chúng ta thấy điều là những cái nhân vật á, mà rất là bí ẩn và nhiều khi chúng ta cho rằng là họ có thế lực rất lớn chẳng hạn như quỳnh ngọc thiên bương thiên hương gì đó nó rồi dắt tịnh nhân gì đó tùm lum tùm la đó cả thì đó hồi xưa là chúng ta thấy là những cái người đó đều là thư dữ luôn đó đầy bí ẩn luôn mà đến hiện nay thì uh, rất nhiều cái lời đồn đoán xung quanh những cái nhân vật này cho nên là chúng ta cũng cũng chưa biết được nữa phải chờ các quan chức năng người ta điều tra thôi điều tra mới ra chứ còn chứ còn khơi khơi là không biết ha nó đó đón mò đón non thôi không thể nào mà ra chính xác được <laughs> À, bây giờ tới uh, bây giờ phiên tòa phúc phẩm đã kết thúc rồi nhưng mà rõ ràng thì nhiều người vẫn còn dư âm những cái phiên tòa, những cái hình ảnh của chị Hằng Và bên cạnh đó thì uh, dư âm những cái lời phát ngôn, <laughs> những cái hành động mà cười ra nước mắt của đối thủ chị Mỹ Phương Hằng à, Giữa trời nắng trang trang mà trùm kính mít đó, rồi trời nắng ở Sài Gòn cả nhà biết rồi trời nắng Sài Gòn nắng lắm 37 38 độ có khi lên 40 độ mà trùm kín mít hết rồi trong phiên tòa đó thì nói rằng là chị ấy chị Hằng 20 cảnh sát quay quanh chị Hằng để mà chị ấy nói chuyện về kiếp nhân sinh quan gì này kia rồi các anh chiến sĩ thì chăm, chăm chú nghe chị Hằng còn mình thì sao thì cả nhà thấy trong những video clip thì rõ ràng thì các anh 20 cảnh sát gì đó cũng có quay quanh chị ấy nhưng mà không biết là chị ấy có có dùng kiếp nhân sinh gì hay không nói kiếp nhân sinh hay không hay là có thái độ gì mà để cho các, các anh là quay quanh cũng khoảng 20 hai mấy người nó quay quanh chị ấy à, hay quay à, để mà cản chị ấy hay sao hay là chị ấy nói nhiều nói không đúng nói vượt à, quá cái phạm quy nó thì qua đây thì chúng ta thấy rằng đó, thời gian gần đây á nói chung là ai liên quan tới chị ấy, ai có những cái lời lẽ uh, phân tích phản biệt chị ấy hay là đơn cử là ai xuất hiện trong những video clip của đối thủ chị ấy thôi là chị ấy tố tất luôn hiện nay là coi như là từ từ gòi dấp lên đến thành phố hồ chí minh đó, từ youtube đến luật sư là ai ai cũng nằm trong cái tầm ngắm của chị ấy hết á gần đây nhất thì chị ấy cũng chia sẻ là đâu là tố luật sư bảo vệ cho mình luôn mà thê luật sư bảo vệ rồi sau đó tố luật sư bảo vệ luôn đó, thế nên là không biết là sau này ai còn dám làm ăn nữa ha ai? mà luật sư nào cũng gan đó nha ha luật sư nào cũng gan là nhận lời là bảo vệ chị ấy là cũng gan trời luôn á đó. đó thấy như vậy đó mà cũng dám nhận có thể là các luật sư này chưa biết à, có thể là trước đó là chưa biết hoặc có thể là một số luật sư này đó là nghĩ rằng nó bình thường thôi nhưng mà đâu có hiểu được ở phía bên trong như thế nào không có hiểu được cái con người như thế nào đâu thì cho nên là cứ nhận vơ thôi thấy có ai thuê là nhận thôi chứ đâu có biết như thế nào đó rồi thậm chí là có một số luật sư có thể là thấy là an à, chị này có liên quan tới vụ thị hằng cho nên là muốn cũng muốn vào muốn vào để mà tạo thanh thế cũng muốn là tạo trong cái tiếng vang bởi vì tham gia một cái vụ án của chị Mỹ Phương Hằng á và là cả nhà thấy là một cái niềm mơ ước của rất nhiều luật sư chứ không phải là một vài luật sư đâu bởi vì những vụ án lớn á, thì cả nhà biết là chẳng hạn như là vạn Thịnh pháp hay là vụ à, Trì Hằng thì chúng ta thấy là chỉ cần có mặt thôi, chỉ cần là báo chí người ta lên hình thôi. Thì như vậy đó thì cũng đã có đủ cái tên tuổi, đủ có cái hình ảnh rồi và có thể quảng bá được cho cái luật sư đó rồi. Cho nên bất cứ một cái luật sư nào họ cũng muốn hết á. Họ cũng muốn là là tham gia cái vụ của chị Nguyễn Phương Hằng hết á, cho nên là nhiều khi họ nghe chị Lan, à chị chị Lan này nè chỉ là có thể là, chỉ là liên quan tới vụ chị Hằng, rồi đối thọ đối trọng với chị Nguyễn Phương Hằng, rồi có thể là người có quyền lợi cái vụ liên quan hoặc là có vai trò gì đó trong vụ án này, cho nên là họ có muốn tiếp cận, họ cũng muốn tiếp cận để làm sao để mà bào chữa bảo vệ gì đó cho chị ấy, để mà dính vô được vô cái vụ án lớn như thế này được mua vô một vụ án mà được nhiều uh, cư dân mạng cộng đồng mạng rồi kể cả là dư luận người ta quan tâm như thế này thì qua đó thì cũng có thể quảng bá cũng hình ảnh quảng bá cái tên tuổi và như vậy là cũng quảng cáo được luôn đó thì chúng ta thấy rằng là trên YouTube này cái hoặc là trên tiktok này đó nó lan truyền rất là nhanh nó rất là rộng chỉ cần một hai video clip rồi một trong hai những cái À, lúc mà nó căng thẳng thôi thì chúng ta thấy là hàng ngàn người biết hàng chục ngàn người biết thậm chí là hàng trăm ngàn người biết ngay đó cho nên là họ cũng tìm cách là vô là như vậy đó, nhưng mà chúng ta thấy là vô vô chị ấy là là tiền mất tật mang á chứ không phải chuyện đơn giản đâu vô là mệt lắm á vô là 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 có khả năng là nhiều khi tin tuổi mình á, không có được quảng bá quảng cáo nữa mà bị trà đạp bị chù dập <laughs> bị tố cáo tố giác Đó thì rất là rõ rồi vừa vừa ra thì chị ấy cũng đã nói rồi đó nói cho nên là ai mà làm việc với chị này cũng mệt lắm nha ai còn phải bị tù tội nữa nó có là thấy là căng không nó cho nên là đó qua cái drama này đó thì những cái người mà từng làm ăn từng quen biết thì phải lưu ý sức nha chứ còn không là sau này sẽ mệt đó không có thể nào mà mà quay đầu được đâu thì à, lượt về này á à, có thể khi nào mà à, chị này và cái nhóm liên minh ma vĩ của mình á à, có thể bị các quan chức năng người ta sờ gái thì có lẽ lúc đó niềm vui mới thực sự là trọn vẹn ha cả nhà em. cho còn hiện nay là cũng chưa gọi là trọn vẹn nữa. À, thì mới có trọn vẹn sáu mươi bảy phần thôi à, khi mà kết thúc cái phiên tòa sơ thẩm à, phiên tòa phúc thẩm À, phải uh, trọn vẹn nữa là khi tất cả các uh, nhân viên tiến sĩ lực quân và kể cả là chị Vân Hằng được tha tù trước hạn và qua đó cái uh, lo phường mà nó uh, to tiếng nhất phải bị sợ gái thì lúc đó nó mới đâu vào đấy ha cả nhà ha chứ còn như hiện nay thì uh, còn rất nhiều cái sự bức xúc còn rất nhiều cái sự mà uh, chưa có hài lòng về cái vấn đề này uh, nhưng mà thời gian sẽ trả lời tất cả thôi cả nhà ơi chứ đó là chúng ta cũng cũng cứ chờ chờ từ từ và đợi các quan chức năng và tin tưởng vào các quan chức năng đi chứ bởi vì uh, pháp luật là không có dụng cấm mà pháp luật là công bằng văn minh cho nên là uh, đâu có để thôi nên chúng ta cứ chờ đợi thôi đúng rồi chị hằng đúng rồi <laughs> sợ em ấy lắm rồi À, cả Việt Nam sợ luôn đó, chứ không phải gì riêng một vài người sợ đâu <laughs> cái lo đó bởi cái lo cái lo cái lo cái lo phát thanh <laughs> à. chào chị Huệ uh, Phong chị Trang Trần An An Chúc à, Phương Hoàng Lê Sĩ Thắng Phước Chiêu Cô Kim Dung Bùi Thị uh, Kim Thanh Hà Anh Tâm Hàng Anh uh, Việt Dũng Chào uh, Tập Phạm Anh Dũng uh, Trần Giao đúng rồi giống luật sư ở bên đó đó giống luật sư của thầy ông cổ nội đó thì cũng rất là mệt mỏi khi mà xong việc rồi thì thì phải trốn luôn rất là căng chị hằng mình thua thua thì toàn dân đã thắng rồi à, thắm mai nói thôi đi ông ơi ông nói không ai tin đâu thì tôi đâu tôi nói ai tin tôi đâu có bắt ai tin và tôi cũng đâu có kêu ai tin mình nói bởi vì lên uh, chia sẻ sầm xí thôi uh, thôi gì đây, ai đây đúng rồi anh nguyễn văn thượng <cười> 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 rồi cảm ơn uh, quý bà con cô bác nha em uh, xin phép dừng lại đây nha chúc tất cả quý bà con một ngày an lành hạnh phúc nha à, quý bà con đừng quên cho một like để mà ủng hộ kênh ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp nha chào anh lân vương luôn chào anh trần ngọc thạch chào anh sang nguyễn anh quang ta quê cô quê hương rồi bye bye cả nhà nha